Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series video trải nghiệm kế toán thực tế của làm kế toán.vn. Sau đây, tôi xin giới thiệu đến các bạn một tình huống viết sai hóa đơn giá trị gia tăng mà kế toán rất hay gặp phải và cách áp dụng luật thuế mới nhất để xử lý sai sót này như thế nào. Chào em. Hôm trước công ty của anh có mua hàng của bên em ấy, thì em có xuất cho bên anh một cái hóa đơn. Tuy nhiên là nó lại sai địa chỉ công ty của anh trên hóa đơn này. Thế em xem thế nào xử lý cho anh cái hóa đơn này. Bị sai địa chỉ thì cái hóa đơn này bên em đã kê khai thuế rồi anh ạ. Thì em sẽ làm cho anh một cái biên bản điều chỉnh hóa đơn để điền cái địa chỉ đúng vào cho anh. Tức là lập một cái biên bản sau đó là ghi địa chỉ công ty của anh là đúng. Thế anh tưởng là sửa trực tiếp trên hóa đơn này xong rồi đóng dấu tròn của công ty bên em lên cái chỗ sai đấy chứ. Cái đấy đã là thông tư cũ rồi anh ạ. Bây giờ hiện tại theo thông tư 39 năm 2014 của Bộ Tài chính thì khi mà mình sai địa chỉ của công ty thì chỉ cần bên em làm một cái biên bản điều chỉnh thông tin đúng lại cho anh và hai bên ký đóng dấu và kèo cùng với hóa đơn là được ạ. Không cần phải sửa trực tiếp trên hóa đơn nữa. Thôi em cứ xuất lại cho anh một cái hóa đơn khác đi và hủy cái hóa đơn này đi em ạ. Cái này không được anh ạ. Tại vì bên em đã kê khai thuế rồi thì cái tình hình sử dụng hóa đơn của bên em không sửa chữa được nữa. Trừ trường hợp là khi mà bên anh và bên em cả hai bên cùng chưa kê khai thuế thì bên em sẽ thu hồi cái hóa đơn này về và xuất lại cho anh cái mới. Tuy nhiên bây giờ nó đã kê khai rồi thì em không thể lấy được. Chỉ cần điều chỉnh là được mà cái này nó cũng đơn giản thôi. Nó cũng không có ảnh hưởng gì đến số tiền của anh cả. Nếu mà sai thông tin tên công ty và địa chỉ thì mình chỉ cần làm biên bản là được ạ. Thế trong trường hợp nào thì phải xuất lại hóa đơn khác? Giống như em vừa nói với anh đấy, cả hai bên giữa bên em và bên anh chưa có làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hoặc là chưa có kê khai thuế thì bên em sẽ xuất lại cho anh cái hóa đơn khác. Còn nếu mà sai số tiền ấy thì bên em sẽ làm một cái hóa đơn điều chỉnh cho anh. Số tiền của hóa đơn mà nhỏ hơn cái số tiền thực tế thì bên em sẽ làm điều chỉnh giảm cái số tiền của bên anh đi. Còn nếu mà tăng lên thì bên em sẽ làm điều chỉnh tăng. Thế sau này mà hóa đơn điều chỉnh đấy thì bên anh về bên kê khai thế nào được? Bên anh vẫn kê khai bình thường thôi, nếu mà điều chỉnh giảm cái số tiền đi thì anh điền số âm ở trên tờ khai thuế. Còn nếu mà điều chỉnh dương, tức là tăng cái số tiền bên của hóa đơn lên ấy, thì anh điều chỉnh dương bình thường thôi. Tức là cứ phải cả hai bên cùng chưa kê khai và báo cáo thuế cũng như là báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Còn nếu một trong hai bên mà đã nộp báo cáo cho cơ quan thuế rồi thì chúng ta không thể hủy đi và xuất lại để hóa đơn khác. Thì cái biên bản điều chỉnh ấy thì làm có lâu không và có phức tạp lắm không? Cái biên bản này thì em sẽ làm ngay cho anh thôi. Các bạn đã bao giờ gặp phải tình huống như trên khi làm kế toán chưa? Nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc, các bạn hãy vui lòng bình luận ở phía dưới video này. Chúng tôi sẽ giải đáp hoặc làm video trải nghiệm thực tế cho các bạn. Các bạn hãy đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.